Dạ vâng, lời đầu tiên lại cho shop em được gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé. Thì hôm nay shop PCP em lại quay lại để giới thiệu với anh em, cũng như là so sánh anh em cái loại đắt và loại rẻ của cái lòng Lothar ngoại thơ nhé. Vì sao trên thị trường lại có cái loại Lothar tem vàng, và vì sao lại có cái loại Lothar mà tem lại là tem trắng, hoặc là tem, nói chung là nó sẽ rẻ hơn cái loại Lothar tem vàng. Nó sẽ có 2 loại, 3 loại đến 4 loại cũng có anh em nhé. Lothar đắt và Lothar rẻ. Thì cái dòng Lothar hôm nay em muốn giới thiệu anh em là một loại dòng Lothar tem vàng xịn và dòng Lothar tem, nó là tem trắng anh em nhé, loại rẻ nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ đi sâu luôn vào sản phẩm và so sánh cái nào là cái đắt, cái nào là cái rẻ anh em nhé. Thì trước khi đi sâu vào sản phẩm, em giới thiệu qua cách thức giao dịch. Cách thức giao dịch vẫn là luôn luôn ship COD toàn quốc. Đối với khung lòng anh em cọc cho em từ 50 đến 100.000 tùy giá trị từng sản phẩm. Còn những cái van bình tĩnh ngắm giảm một thứ thì em không cần phải cọc anh em nhé. Và shop em ship qua đường bưu điện. Đấy, ví dụ anh em khi mà anh em nhận hàng thì bên ngoài em sẽ ghi là phụ kiện ô tô, phụ kiện xe máy, hoặc là cần câu gì đấy anh em nhé, chứ bên em không ghi là súng xiết gì đâu anh em nhé. Không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, thì bây giờ em sẽ so sánh và phân biệt và báo giá công khai từng sản phẩm bên em đang bán, và cũng như là sản phẩm lòng đắt và lòng rẻ anh em nhé. Thì đây thì anh em nhìn trên hình thì cũng biết là loại nào đắt, loại nào rẻ. Đấy, cái loại đắt thì bao giờ nó cũng được bọc kín hơn này. Đấy, bao giờ nó cũng được kỹ càng hơn anh em nhé. Đấy, nhưng mà tùy, ví dụ chẳng hạn tùy từng hôm là em sẽ gửi cho anh em, ví dụ có hôm thì nó không cho cái túi bóng này đâu. Đấy thì em sẽ gửi trần xì cho anh em cái cành, em sẽ bọc cẩn thận vào cho anh em nhé. Bây giờ em sẽ đi phân biệt cho anh em, soi gương cho anh em nhé. Đấy. Rút ra thì rất chi là nhiều dầu mỡ anh em nhé. Đây thì là trên thị trường nó gọi là Lothar tem vàng anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, nó gọi là Lothar tem vàng nhé. Đấy, vì sao nó được gọi là Lothar tem vàng? Thì nó là cái nền, nó là cái nền của cái chữ này nó màu ánh vàng anh em nhé. Đấy, cái nền này nó màu vàng vàng này. Bởi vì là cái chất thép nó tốt, thì khi mà bắn laser lên ấy thì nó sẽ ra cái màu vàng vàng này. Đấy, anh em nhé. Thì cái cành bên này, cành em đang giới thiệu anh em là cành 14 in. Bao bắn cho anh em, bao cho anh em tầm khoảng, nếu mà cái dòng Lothar tem vàng này thì nó rơi vào tầm khoảng 80 m. Là cái loại là cái loại 14 in này anh em nhé. Còn cái loại 20 in này chúng em giới thiệu sau. Đấy, 80 m anh em nhé. Thì dòng cành bên em đều là cành 5.5, bắn đạn 5.5 hết anh em nhé. Giá thì là đồng giá, đều là 1.800.000. Đồng giá hết là 1.800.000. Đấy thì bây giờ em sẽ đi soi khương cho anh em nhé. Đây, em soi khương. Đây. Tờ giấy trắng đâu nhau. Đây. Thì đây em sẽ soi gương cho anh em xem. Đây. Đây. Anh em nhé. Tay em rung chưa lấy ra được này. Rất là rõ nét nhá. Đây. Khương của nó thì rất là bóng. Khương rất bóng nhá. Những cái cành đều soi khương rất là khó anh em nhá. Đấy, khương này thì rất là bóng. Rất là ok anh em nhá. Đấy, đây là đối với dòng cành 14 in. Đây là cành 14 in. Còn cành 20 in thì đây, như nào? Cành 20 in thì đây. Cành 20 in em bao bắn cho anh em, bao test cho anh em tầm khoảng 90 95 nhá. 90 95. Đấy, cũng là Lothar tem vàng này. Đấy, nó ánh màu vàng vàng này. Đấy. Đấy, soi khương cho anh em nhé. Nói chung là trong kênh em rất là nhiều cái video mà em soi khương rồi. Đây. Đây nhá. Đây. Anh em nhìn thấy chưa? Rất là đẹp nhé. Khương không sâu. Nó mà sâu thì ra tốc rất là khó anh em nhé. Đấy. Rất ok nhé. Cành này bên em cũng đang bán với giá là 1.800.000 nhé. Đấy. Thế bây giờ em sẽ so sánh với cái cành là cành rẻ bên em nhé. Cái cành rẻ bên em thì em đang bán với giá có 1.200.000 thôi. Đây. Thì đây là cành rẻ bên em. Thì anh em nhìn nhá. Đấy. Nói chung là bề ngoài thì nó không khác mấy đâu, nhưng mà anh em nhìn đây, cái tem của nó này, cái tem của nó bắn được một thời gian thì nó sẽ xuống màu nhá. Đấy, không nhìn thấy cái gì nữa này. Đấy, cái chữ này anh em nhìn nhá. Đấy, thấy chưa? Thế còn bây giờ em sẽ soi khương cho anh em. Soi khương cho anh em. Đây em. Đây nhá, cành này là cành đắt nhá anh em nhé. Còn bên cành này là cành thẻ này. Anh em nhìn thấy không? Nó sẽ bị bụi bẩn hơn này. Đấy, nhìn rõ ràng không? Sang cành này nhá, sang cành đắt này, rất là sáng, rất là mịn nhá. Sang cành rẻ này, anh em nhìn thấy không? Bên trong của nó rất là chưa được vệ sinh này. Đấy, bên trong chưa được vệ sinh nhá. Đây, mà khương thì nó không được đẹp như bên này. Đấy, bên này thì rất là sáng, rất là bóng nhá. Đấy, ok chưa? Thì cái dành cành rẻ thì em chỉ bao cho anh em tầm khoảng 6-70 mét thôi, 6-70 mét thôi anh em nhé. Vẫn là ok. Với cái giá tầm trung thì 6-70 mét vẫn là ok anh em nhé. Đấy, thì cành rẻ thì là em đang bán giá là 1.200.000 đến 1.300.000 nhé. 1.200.000 đến 1.300.000 thôi. Anh em nào cần mua hay là có điều kiện hay là có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp qua số điện thoại em để trên đây. Đấy, thì thôi em cũng xin phép kết thúc video này đây. Mong anh em xem video ủng hộ shop một like nhé, một đăng ký kênh. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.